Chào mừng tất cả các người chơi đã đến với vòng chung kết của Free Fire Beat Tour. Hãy liệt kê ít nhất 3 kỹ năng nguồn máu trong Free Fire. Phước lành đường đua nè, giai điệu sinh mệnh và ghi điểm phút chót của Leon. Wow. Tôi cần phải nhanh tay hơn nữa. Trước 39 là 38. Vậy trước 40 là gì? Là 39. Là MP40. Chính xác. Sao lại Mai rùa có tác dụng gì? Mình chọn ngôi sao hy vọng trước đã. Để chị đau nhức, suy nhược cơ thể. Tôi hay bị đau người nên tôi biết các bạn ạ. Không chính xác. Loài chim nào rất đáng sợ? Chim cánh cụt. Chim đại bàng. Chim bói cá và chim gõ kiền. Vì đấy là súng ở trong Free Fire. Trời ơi, chính xác. Phải tư duy lên, phải dùng cái não vào. Nhà vô địch của chúng ta không ai khác, đó chính là người chơi Nick Cassie. Yes. Yeah. Phần thưởng đó chính là một tràng pháo tay của người hâm mộ ạ. Quán tất, quán tất.